Ngày 5 tháng 4, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ xét xử sơ thẩm vụ cháy ở chung cư Carina Plaza, đường Võ Văn Kiệt, quận 8, xảy ra vào tháng 3 năm 2018 khiến 13 người tử vong. Hai bị cáo bị đưa ra xét xử gồm Nguyễn Văn Tùng, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng thương mại dịch vụ sản xuất Hùng Thanh, chủ đầu tư chung cư Carina, Nguyễn Quốc Tuấn, trưởng ban quản lý chung cư Carina về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy. Cơ quan điều tra xác định, cả hai bị cáo biết rõ hệ thống phòng cháy chữa cháy tại chung cư Carina đã bị hỏng, không hoạt động, nhưng không kịp thời thay thế hoặc kiến nghị thay thế, sửa chữa, khắc phục, dẫn đến khi phát sinh cháy, hệ thống không hoạt động, hoạt động không hiệu quả. Hậu quả khiến cho 13 người tử vong, 72 người bị thương, tài sản thiệt hại gần 500 xe máy, 81 ô tô và 5 xe đạp. Sau vụ việc, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã vào cuộc điều tra khởi tố bắt giam Tùng và Tuấn. Hành vi của các bị cáo đã vi phạm luật phòng cháy chữa cháy, gây ra vụ cháy tại chung cư Carina. Phiên tòa dự kiến từ ngày 5 đến ngày 10 tháng 4 do thẩm phán Phạm Lương Toản, chánh tòa hình sự, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh làm chủ tọa. Phó giáo sư tiến sĩ Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, một khảo sát nhanh của ngành cho thấy hơn 80% người dân mắc các bệnh không lây nhiễm như đái tháo đường, tim mạch, phổi mãn tính, ung thư đều muốn được tái khám và nhận thuốc tại các trạm y tế, thay vì phải mất nhiều thời gian và công sức đến các bệnh viện, nhưng với điều kiện là các trạm y tế có đủ thuốc, giống như khi lãnh thuốc tại bệnh viện. Tuy nhiên, hiện hầu hết các trung tâm y tế quận huyện đều thiếu thuốc và gặp khó khăn trong công tác đấu thầu thuốc. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã đề xuất Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho phép bổ sung các thuốc dùng tại trạm y tế vào danh mục đấu thầu tập trung cấp địa phương. Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, việc giao Sở Y tế triển khai đấu thầu thuốc tập trung thay cho các trung tâm y tế quận huyện tự đấu thầu sẽ giải quyết cơ bản các khó khăn gặp phải do thiếu nhân lực đấu thầu của các trung tâm y tế, tăng cường cơ số thuốc cho các trạm y tế. Đồng thời kiến nghị Bộ Y tế mở rộng danh mục thuốc khám chữa bệnh bảo hiểm y tế dành cho trạm y tế. Về việc triển khai thực hiện nút giao thông giữa cao tốc Bến Lức Long Thành và quốc lộ 50 qua địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh thuộc dự án xây dựng đường cao tốc Bến Lức Long Thành, chiều ngày 4 tháng 4, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh Trần Quang Lâm đã đề nghị chủ đầu tư tuyến đường này xem xét đầu tư theo quy mô 6 làn xe để đồng bộ với dự án xây dựng mở rộng quốc lộ 50 huyện Bình Chánh. Trường hợp gặp khó khăn, đề nghị báo cáo Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Bộ Giao thông Vận tải nhằm thống nhất với Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh hướng giải quyết. Nút giao giữa đường cao tốc Bến Lức Long Thành với đường Nguyễn Văn Tạo, đường Nguyễn Hữu Thọ ở giai đoạn 1 là giao cùng mức. Giai đoạn 2 sẽ xây dựng bổ sung các nhánh rẽ theo quy mô nút giao hoàn chỉnh. Tuy nhiên tại khu vực này hiện lưu lượng xe lớn, nguy cơ ùn tắc giao thông cao nếu không tổ chức nút giao thông khác mức. Do vậy, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị đơn vị nghiên cứu đầu tư nút giao này theo quy mô hoàn chỉnh ngay thời điểm hiện nay. Suốt 5 năm qua, 13 xe điện trị giá nhiều tỷ đồng được tài trợ cho khu di tích lịch sử cấp quốc gia đặc biệt ngã ba Đồng Lộc, thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh để phục vụ vận chuyển du khách trong nội bộ khu di tích, nhưng không được đưa vào sử dụng khiến ngày càng bị xuống cấp hư hỏng. Hiện 13 xe điện này đang được lưu giữ tại nhà để xe của ban quản lý khu di tích ngã ba Đồng Lộc. Ông Đào Anh Tuân, phó trưởng ban quản lý khu di tích ngã ba Đồng Lộc cho biết, các xe từ 9 đến 14 chỗ ngồi với tổng trị giá gần 3,2 tỷ đồng do ba doanh nghiệp tài trợ cho khu di tích vào năm 2018. Sau khi tiếp nhận, khu di tích đã làm các thủ tục vận hành thử nghiệm trong nội bộ khu. Tuy nhiên, sau một thời gian ngắn thì các xe ngừng hoạt động và bị bỏ không cho đến nay. Ban quản lý khu di tích ngã ba Đồng Lộc đã có tờ trình đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh cho phép vận hành hệ thống xe điện, phục vụ du khách di chuyển trong nội bộ khu di tích, có thu giá dịch vụ để bù đắp chi phí bảo dưỡng, sửa chữa xe và các chi phí vận hành khác. Sau đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có văn bản giao Sở Tài chính, phối hợp các sở ngành đơn vị địa phương liên quan, xem xét, nghiên cứu, tham mưu. Ban quản lý khu di tích được giao làm đề án trình lên cấp trên và đã hoàn thành, tuy nhiên không hiểu sao từ đó đến nay vẫn chưa có kết quả. Liên quan vụ việc, ông Nguyễn Quốc Hương, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Sở đã đôn đốc và giao Phòng Quản lý giá và Công sản triển khai làm giá bán vé thu phí dịch vụ xe điện để trình Ủy ban Nhân dân tỉnh. Thông tin từ Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai,
từ đầu năm 2023 đến nay, tỉnh Đồng Nai có 3 doanh nghiệp phải cắt giảm hơn 2.000 lao động do bị sụt giảm đơn hàng. Cụ thể, công ty trách nhiệm hữu hạn Posun Việt Nam, huyện Trảng Bom giảm 1.000 lao động, công ty trách nhiệm hữu hạn Pofon Việt Nam, huyện Trảng Bom giảm 227 lao động, công ty trách nhiệm hữu hạn Tequan MTC Vina, thành phố Biên Hòa vừa cắt giảm việc làm của 795 lao động. Các chế độ chính sách cho những lao động bị cắt giảm được các doanh nghiệp thực hiện đầy đủ. Trong đó, công ty Tequan MTC Vina hỗ trợ người lao động nửa tháng lương cho mỗi năm làm việc tại công ty, nhưng tối đa không quá 11 tháng lương và hỗ trợ thêm mỗi lao động 14 triệu đồng. Hiện hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp ở tỉnh Đồng Nai đang gặp khó khăn nên một số doanh nghiệp giảm giờ làm của người lao động 1 đến 2 ngày một tuần. Riêng doanh nghiệp ngành gỗ hoạt động cầm chừng, cố gắng duy trì việc làm cho người lao động. Ngày 5 tháng 4, bác sĩ Phạm Quốc Dũng, giám đốc bệnh viện quận 11 thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sản phụ 32 tuổi đẻ con trong phòng tắm vào ngày 4 tháng 4, hiện sức khỏe đã ổn định, mẹ và bé đều khỏe mạnh. Trước đó, ngày 4 tháng 4, tổng đài của Trung tâm Cấp cứu 115 nhận được cuộc gọi đề nghị hỗ trợ xe cấp cứu tại một căn nhà thuộc quận 11 thành phố Hồ Chí Minh. Tại gia đình, Trung tâm Cấp cứu 115 đã phối hợp với trạm y tế phường 1 quận 11 cấp cứu, đã kiểm tra sinh hiệu, lau sạch, ủ ấm cho em bé, kẹp rốn và cắt dây rốn. Bé gái nặng 3,5kg được đưa ra ngoài an toàn. Khi em bé đã ổn định, ekip cấp cứu tiếp tục xử trí cho người mẹ. Sản phụ 32 tuổi khỏe mạnh, tỉnh táo, hợp tác tốt với nhân viên y tế. Hai mẹ con được Trung tâm Cấp cứu 115 chuyển đến Bệnh viện quận 11 theo dõi. Theo chia sẻ của gia đình, sản phụ có ngày dự sinh là ngày 14 tháng 4, nhưng em bé ra sớm 10 ngày. Người mẹ không xác định được các cơn gò tử cung và cơn đau bụng nên rặn theo quán tính, em bé rơi ra ngoài. Theo kế hoạch mới nhất của Bộ Công an, đợt cao điểm kiểm soát nồng độ cồn tiếp tục thực hiện mạnh tới ngày 14 tháng 12 năm 2023. Nắm bắt được vấn đề này, một số doanh nghiệp đã bắt đầu triển khai ứng dụng hỗ trợ lái xe đưa khách nhậu người say về nhà. Thực tế, dịch vụ lái xe hộ đưa khách nhậu về nhà bắt đầu manh nha từ những năm 2019 khi Nghị định 100 bắt đầu thực hiện. Tuy vậy, những tháng cao điểm gần đây, dịch vụ này mới phát triển mạnh. Giá dịch vụ theo cung đường, khung giờ, càng về khuya, giá càng cao. Bên cạnh đó, lượng cảnh sát giao thông tăng cường kiểm soát nồng độ cồn. Cùng với đó, ý thức của một bộ phận người dân đã tốt hơn. Đã lái xe thì không uống rượu bia, dẫn đến hàng loạt nhà hàng quán nhậu tại thủ đô Hà Nội vắng khách. Trước đây, cứ khoảng 11:30, tại các dãy quán nhậu trên đường Tăng Bạc Hổ, đường Lê Ngọc Hân và Trần Xuân Soạn, quận Hai Bà Trưng, thường đông kín xe máy, xe ô tô đổ vỉa hè để vào nhậu, thì nay vào khung giờ trên hầu như vắng bóng hoặc chỉ có vài khách nhậu. Chủ một nhà hàng trên phố Nguyễn Khuyến, quận Hà Đông chia sẻ, từ đầu tháng 3 năm 2023 đến nay, nhà hàng của ông đã giảm hơn 50% lượng khách do lo lắng việc bị đo nồng độ cồn, bởi cách quán khoảng 200m thường có chốt cảnh sát giao thông. Theo lãnh đạo Cục Cảnh sát Giao thông, để hạn chế việc báo chốt, chống đối lực lượng chức năng trước khi thực hiện kế hoạch đo nồng độ cồn, lực lượng cảnh sát giao thông đã phải làm tốt công tác điều tra cơ bản, theo đó điều tra từng tuyến đường, từng nhà hàng, từng đối tượng, sau đó mới tiến hành bố trí lực lượng ở những điểm đó. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng thường xuyên thay đổi địa điểm liên tục. Do đó, những tài xế có biểu hiện né tránh chốt, chống đối đã được hạn chế mức thấp nhất.